Hello hello xin chào tất cả mọi người nhé chào mừng mọi người quay trở lại với kênh kia game của mình ở hôm nay chúng ta cùng đến với Dương Tiễn ngày xưa chúng ta hay gọi là Tiễn lỏm đúng không bây giờ thì không bây giờ sau khi mà uh, Dương Tiễn được thức tỉnh cũng như là thay đổi một số cái kỹ năng thuộc tính của Dương Tiễn thì khiến cho Dương Tiễn bây giờ rất là mạnh và Dương Tiễn mạnh như thế nào chúng ta hãy cùng nhau theo dõi cái clip này nhé bây giờ chúng ta không nên gọi là Tiễn lỏm nữa các bạn <laughs> <laughs> ngày xưa các bạn cực kỳ kỳ thì dương tiễn luôn nhưng bây giờ bây giờ dương tiện nó thọc cho đúng là thọc đít nó nó thọc cho thủng cả đít luôn thì phải nói rằng là dương tiễn thì một trong những cái đặc quyền của dương tiễn thứ nhất là khi mà các bạn chơi dương tiễn ấy thì các bạn sẽ không cần phải mang cái thiên ký chân quân hiển thánh từ đó thì các bạn sẽ thừa đi một slot đúng không thì các bạn có thể là bổ sung bằng những cái slot như là diêm thần thông diêm vương à, thiên ký diêm vương này hay là chí Em chí dương này hay là thiên ký những cái thiên ký khác các bạn muốn bình thường thì server mới thì sẽ bao gồm mà du long quy hải này Uh, thiên ký của tôn ngộ không và thiên ký chiến vương cho một bộ thiên ký của dương tiễn Đấy, còn không thì có bạn có thể thay đổi thiên ký của tôn ngộ không bằng một cái thiên ký nhện của thiên ký thủ yêu cơ hoặc là thái bạch kim tinh hay là thiên ký của vong xuyên hà chẳng hạn vong hồn ấy thì bây giờ đây là một bộ thiên kỹ gọi là bộ thiên kỹ siêu kỹ năng đi tại sao như thế chúng ta có sự xuất hiện của dương quy hải thêm một lần tấn công bổ sung hay là một câu chuyện của một cường giả vi tôn để kích hoạt thêm được một lần kỹ năng nữa hay là câu chuyện là cứ kết thúc một vòng sang một vòng mới thì ở uh, quyên sang một vòng chẵn thì sẽ được thêm một lần thêm thi điển kỹ năng thì việc mà bi như thế này thì sẽ làm cho dương tiễn là đánh càng về dài càng mạnh vòng một cũng mà đam rất là to lượng đam của dương tiễn nó sẽ ảnh hưởng bởi vấn đề là kỹ năng của dương tiễn đây không phải là dương tiễn một trọt đi một người nhưng đây là một uh, dương tiễn sẽ thuần về đam to ở uh, quyền đam kỹ năng to và kỹ năng to về dài còn mà nếu mà dương tiễn mà chọt một người đi một cái ấy, thì nó sẽ là câu chuyện của vong uh, vong hồn bởi vì uh, các bạn thấy không đợt này ấy, khi mà chỉnh sửa ấy dương Tiến ấy thì có một cái câu chuyện là khi mà dương tiễn tấn, tấn công không bổ sung ấy thì thường gọi là tấn công tới hiệp ấy thì sẽ được bỏ qua sập bỏ qua phòng thủ và hù thuẫn của kẻ địch vì thế mà đó là lý do tại sao mà các bạn có thể chơi theo kiểu mà dương tiễn một một trọt một cái đi luôn khi mà tới hiệp ấy thì như vậy cũng được nhưng cái đó thì mang tính chất nhân phẩm quá là nhiều còn đi bộ thiên kỹ như bạn này thì nó mang tính chất là ổn tình về dài cũng như đồng đều còn mà chơi kiểu biến thiên thì tùy vào các bạn bởi vì thật ra tại sao câu chuyện tấn công không bổ sung này bởi vì khi câu chuyện tấn công không bổ sung ấy nó ảnh hưởng về dương tiễn thứ nhất là về sự update À, kỹ năng này thứ hai nữa là bây giờ có cái câu chuyện thức tỉnh của Dương Tiễn chẳng hạn vì khi mà thức tỉnh Dương Tiễn chúng ta có câu chuyện tấn công không bổ sung ở ở thức tỉnh 3 ở thức tỉnh 3 thì chúng ta có thêm hồ thuẫn rồi đam thần uy từ hồ thuẫn nữa nên hầu như là Dương Tiễn bây giờ ở uh, ngoài việc mà cây đam trực tiếp rồi đam sát thương thực rồi đan gián tiếp rồi lại có thêm đan thần, thần uy còn phòng thủ thì dương tiễn nó có câu chuyện của hữu thuẫn rồi nhận được 30% mươi sát thương hay là câu chuyện mà dương tiễn mà uh, sau mỗi lần tấn công ấy nghĩa là chỉ cần hành động ấy mỗi lần tấn công này nó bao gồm mà đánh thường này hành động thì hầu như dương tiễn sẽ tăng 8% sát thương lên tới 48% mươi tám sát thương và sáu bốn hai mươi bốn giảm sát thương vì thế mà đó là lý do tại sao mà cái đột phá 16 này thì nó cũng tính vào cái lượt bục để nhận cái hiệu quả này các bạn nhé nên việc mà chúng ta cảm nhận là dương tiến lên đam rất là nhanh như vậy và chưa kể là dương tiến còn câu chuyện là hồi cho bản thân bốn nổ khí cứ khi mà đánh bại mục tiêu đáng sợ nếu mà một dương tiến như thế thì chúng ta bắt buộc nếu mà các bạn xác định chơi dương tiến về dài ấy mà khỏe đam mê dương tiến tới tầng khoảng một năm nữa nói chung là nói chung thì hầu uh, như các bạn có thể chơi dương tiễn thức tỉnh thêm được một năm nữa trước khi câu chuyện Tra thức tỉnh xuất hiện hay là uh, câu chuyện của tướng uh, Đội chiến thắng vật đối với bản uh, meta nông dân cải chay thì các bạn có thể chơi dương tiễn được thêm một năm nữa vẫn rất là mạnh các bạn yên tâm nhé vấn đề bây giờ là các bạn có kiếm được cái minh văn ngon trong cái dương tiễn không đâu rồi nhỉ? đây khi bị tấn công bản thân cứ có một nổ khí thì tăng giảm nhận thương lên 5% Ví dụ như Dương Tiến cứ giết một mục tiêu như thế thì tổng cộng Dương Tiến có thể lấy được 4 đến 5 là 20 nộ 20 nộ thì đây không phải là 100% giảm nhận thương à Thì các bạn tưởng tượng là 100% giảm nhận thương thì hầu như là với số nộ như thế Thì Dương Tiến cũng sẽ không quá đáng sợ khi mà gặp câu chuyện của những thần tướng như quan tâm hút nộ Hay là câu chuyện của ứng long thức tỉnh sau này hút nộ chẳng hạn thì từ đó kết hợp với anh chiêu này hoặc là họa đấu anh chiêu thức tỉnh là họa đấu hay gì hoặc ờ, họa họ đấu thức tỉnh để làm cái đam thần uy nó to hơn nữa hay là đam giảm tiếp to hơn nữa hay là có câu chuyện của tịch diệt ngon nick này có cả tịch diệt nữa rất là ngon nick này đang chạy bảo thương các bạn với việc mà chạy bảo thương như thế này chúng ta bảo kích của nick này là 99 phần trăm vậy thì chắc chắn rồi cái thần hồn của nick này có bảo kích các bạn nhé. <laughs> có bảo kích mười uh, 16 phần trăm Ờ, đợt này mình cũng nói luôn là khi mà các bạn nông dân cải chay ấy, mình khuyến khích các bạn nạp khoảng 400 nghìn uh, Ờ, 400 nghìn Thì để các bạn ăn cái móc này đi, để các bạn lấy một viên rương chọn tinh phách đỏ Từ đó các bạn được chọn cái tinh phách phù hợp với từng chính của bạn Chưa kể là khi mà các bạn nạp 400 nghìn như thế thì các bạn có thể chạy luôn cái gọi là cái Cái lô quyển này, cái lô quyển này nó rất là mạnh các bạn nhé cái lô quyển này cực kỳ dành cho các bạn nông dân cày chay và mình khuyến khích các bạn nếu các bạn muốn rẻ thì các bạn có thể nạp bên mình ấy cái gói này nó tầm khoảng 400 k dinh thôi ấy khá là rẻ nên các bạn nạp đi nó 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 khá là lợi cực kỳ lợi chưa kể là đợt này kế thuật với hoàn trả các bạn nữa các bạn có thể liên hệ nạp mình ở phần bình luận nhé có, có số zalo hay là messenger facebook của mình các bạn có thể liên hệ ở đó để tránh trường hợp uh, các bạn bị fake từ người khác Đấy, cho các bạn an toàn. Ok, uh, nick này thì mình sẽ đảo chung qua một chút nhé ngoài vấn đề thiên kỹ thì chúng ta kỷ vật thì chắc chắn là thủy lông ngâm ờ uh, bạn này thì uh, sắp tới thì có thể là uh, ngày xưa nick này mình nhớ không nhầm là ngày xưa vẫn đi bộ thiên kỹ này không có gì thay đổi còn mà sau này mà chủ nick mà muốn tét sang nhất tiến mai hay là đi phun thủy lông ngâm thì cũng được nhưng hiện tại thì uh, mình rất 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 là tiếc khi mà lên cái này lên 20 thôi lỡ rồi Thật ra thì đối với mình thì sau này cái kỷ vật này các bạn có thể lên kỷ vật kim mà các bạn phải quyết định rằng cái kỷ vật nào các bạn chỉ đi lâu về dài các bạn mới tăng lên 20. Thật ra cái khoảng cách từ level 16 lên level 20 là một khoảng cách chênh là rất lớn. Khi mà các bạn tạo mới các bạn sẽ bị hao hụt đi 20%. từ uh, tầm 20% đấy. Nick này là một nick uh, nông dân thôi. Những này nông dân tính là chơi ở 311 ngày Mỗi tháng nạp 500.000 Các bạn nhé, Mỗi tháng nạp 500.000 Thì chúng ta có được 6 năm rồi nạp khoảng 3 triệu Đúng không? Đấy, 6 năm 30 Nạp tầm khoảng 3 triệu đến 4 triệu Thì cũng như thế cho các bạn hiểu là Một nông dân chơi như thế nào Nông dân thì cũng cần cuốc nít là khoảng 5 triệu đi Là chia ra một tháng là khoảng 700.000 Tầm vậy Đấy đúng không đó cũng được uh... đâu nick này hơn hơn bạn ở đúng rồi mỗi tháng 500.000 mà uh, đây là 10 tháng đúng rồi mỗi tháng 500.000 tầm vậy đấy nghĩa là nông dân thì nông dân cũng phải cần có cuộc cuộc để chơi các bạn nhé. còn cài chay là còn dinh luôn đấy bạn để cho các bạn phân biệt được nông dân như thế nào và cải chay ra sao thì uh, đối với mình cái nick này tuy khá là ngon khá là ok đấy không có gì để chê đâu bởi vì chủ nick là một fan cứng ấy. Chủ đích là một phân cứng của riêng tiễn, mình vào chỉ học hỏi thôi. Đây, uh, mình chi tiết cho các bạn một đội hình. Các bạn nào mà chưa tiên có ý định học hỏi xem đội hình này chuẩn. Uh, đội hình này các bạn có thể chơi được uh, 6 tháng đến một năm tới. Trước khi mà các bạn thay đổi bằng nata thức tỉnh hay là thay đổi bằng tướng kim. Thì đội hình này chơi vẫn rất là ok. Chúng ta có một đề... Phải nhảy để, uh, <laughs> để tình <laughs> đây là thiên đế các bạn nhé mình tí nữa nói đi thì đây là thiên đế thiên đế đây là một thiên đế bình thường thôi thiên đế tướng đỏ thì tạo choáng có cửu linh thánh phản đam hay là ôm đam chia sẻ phần trăm mà đam cho dương tiễn tránh cho dương tiễn bị chọc đam với sự xuất hiện của nguyệt lão thức tỉnh nguyệt lão thức tỉnh nguyệt lão có cái hay là duy trì lượng đam cho dương tiễn khá là ổn định với 20% mươi sạch thương cũng như 20% mươi giảm sạch thương cho dương tiễn thính viễn cũng như câu chuyện là chia sẻ sạch thương hay là chia sẻ hồ thuẫn rồi chúng ta có câu chuyện của một hàng nga đây không phải là hàng nga thức tỉnh thì phải một đế thính ở hàng sau uh, đây mình chi tiết cho các bạn về đồ đạc thì đồ đạc đây là nick này rất là tối ưu về đồ đạc với việc là có hai hồng hoang vẫn là đồ kiểu châu khá là nhiều à, với việc mà các bạn đồ kiểu châu như thế này thì các bạn đa số sẽ lên tinh luyện cho đồ kiểu châu này rơi vào khoảng level 18 là dừng 18 20 là dừng từ đó chúng ta ôn lên tinh luyện cho uh, từng chính là chủ yếu ở đây, mặt này cũng ôn in uh, tinh luyện cho Kiều Linh Thánh để kiểu Linh Thánh có lượng máu nhiều hơn. Câu chuyện thiên ký thì sao? Chúng ta có câu chuyện thiên ký của Tiên Phạt Chí Nhân ở uh, Minh Vương Pháp Tướng để xóa bỏ hiệu ứng cho Dương Tiễn này là câu chuyện Ngự Linh. Ngự Linh này ở vị trí uh, uh, thiên thì gọi vị trí địa rồi. Đấy. Uh, gọi trí địa đây là tướng support, tôi gọi tướng vị trí địa thôi chúng ta có thiên đế này một thiên đế một thiên đế hiệu ứng đây có sự xuất hiện của hàm nhiên, nhập mộng đây là một cái thiên kỹ theo như mình nghĩ đây là cái thiên kỹ về um, ngủ mê thực ra thì nó rất là hợp nó không phải rất hợp mà nó tạm hợp cho cho đội hình này bởi vì thật ra cái đây là một cái đội hình không phải tướng đánh diện rộng ví dụ như Dương tiễn chỉ đánh theo kiểu đơn mục tiêu hai mục tiêu vì thế mà cái việc mà phá hủy cái ngủ này nó rất là ít còn Natra thì khác nếu mà các bạn trên Natra đâm chính thì đa số là các bạn cái này sẽ bị theo kiểu là nó mất đi hiệu quả hoặc các bạn làm chưa tu lại thì yếu tố đó nó sẽ làm mất đi cái trạng thái ngủ này được cái thì cái trạng thái ngủ này mình thấy khá là hay đấy các bạn Đấy, tỉnh lại sau cái chịu sát thương nhược điểm của nó là tỉnh lại sau cái chịu sát thương thôi. sát thương trực tiếp các bạn nhé nó không tỉnh sát thương giảm tiếp đâu Đấy, nên để cho các bạn dễ hình dung có thêm lưu đày nữa nói chung là đa số bây giờ thiên đế thì các bạn đánh chạy hiệu ứng rất là mạnh à, Đích này thì à, về thiên kỹ của đế thính thì có sức tác thị không à, ok sức tác thị không thì theo như mình cho vào thiên kỹ của hóa thân nata nó vẫn ngon hơn Uh, tiếp theo nữa đây chúng ta có câu chuyện của cửu linh thánh vẫn có choáng cc khá là nhiều đợt này hiệu ứng hầu như là nó sẽ chiếm toàn bộ cái meta từ nông dân cho đến cải chay hay là meta tố hay là meta tầm tầm trung nó đều diễn ra hay là meta bọt cũng vậy Ờ, uh, thiên kỹ vẫn là đủ bộ bục luôn Việt lão không biết trụ được không Thật ra với những cái đội hình như thế này Khi nó rất là bị dễ mỏng nó rất là mỏng ở giai đoạn tới bởi vì giai đoạn tới hầu như các bạn sẽ có phun sẽ thòng hoang trong tường chính từ đó thì tường chính của bạn sẽ nhận thêm phần trăm sát thương tốt hơn nữa khi kích hoạt đủ trọn bộ uh, đủ trọn bộ hồng hoang các bạn nhé đây mình xem mà thức tỉnh Thế này được được đó cũng mua ít là kinh thi thần trang này các bạn đợt đó ngon gói đồ được đó ngon đối với mình được đó cực kỳ ngon đối với nông dân cái chay nếu nạp cái gói đó còn bạn nào nông dân cải chay mà ở quên bạn nào nông dân mà đợt đó mà không nào thì cũng khá bị thọt cho so các nông dân khác cùng một số tiền à, theo như mình nghĩ thì đây là một đội hình ok rồi không có gì mà để chê nữa đâu các bạn thần thông này mình dừng thòng thần thông lại cho các bạn xem thần thông thì hầu như là chưa phun bộ lục dương nick này chưa phun bộ lục dương các bạn nhé mới hai lục dương này Đúng không? dương tiễn này sẽ có kháng phản đam này một này Đấy, hai này rồi có chuyển hóa đam này các bạn nhé có nhé à, chuyển hóa phòng thủ thành đam cũng à, để an toàn thì bạn này bon nữa cho dương tiến một số cái thần thông khá là hay để mình check xem nè à, có thần thông bạch vô thường này lâu rồi mới thấy này giảm bảo thương ồ mà cái bạn này rén đấy bạn này chỉ có thần thông ghém ngân giả các bạn nhé à, bạn này đánh với kiểu là không cần nổ khí à. cũng hơi căng thẳng nhỉ nếu không cần thù thí mà sắp tới mà gặp những bạn nào mà đánh ứng long thì cũng đén đi các bạn ạ ứng long với quan âm thức tỉnh ok chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm trận đấu luôn mình cũng là review khá là dài rồi đấy cũng gần 13 phút rồi tôi bem nhau được rồi các bạn à, chúng ta có hạng 149 liên server đối với giải đấu tuyển vinh dự à, bạn này đang thuộc 9 tỷ 7 9 tỷ 7 mà nhìn chiến báo khá là đẹp đấy các bạn chiến báo hầu như là đánh tranh lực chiến khá là nhiều Ôi, hầu như là đánh tranh lực chiến hết à, này hầu như dưới lực chiến là bạn này nguyên tất ồ trùng nhau xanh này đây bạn này hầu như dưới lực chiến này bạn này nguyên tất cho tranh lực chiến bạn này đánh tranh cao nhất được thì đánh 13 tỷ 13 tỷ tư chín tỷ 7 là đánh tranh được khoảng 4 tỷ đi 4 tỷ so với 9 tỷ tư thì ít nhất tranh được 50% sức mạnh đánh rất là mạnh các bác các bạn chờ tranh được 50% sức mạnh tổng của mình là mình thấy các bạn cũng đáng sợ rồi. Đây là một dương tiễn mấy tỷ lực chiến nào? Một dương tiễn 3 tỷ 2. Chúng ta có một dương tiến 3 tỷ 2 lực chiến là dương tiễn chiếm khoảng 35% sức mạnh tổng của đối hình. Được các bạn ạ. Khỏe. Đá quý thì cũng đang đẩy đều rồi. Được, nick này khỏe đấy các bạn Ờ đây mình sẽ ghép ngẫu nhiên đi Bây giờ ranh cũng cao rồi Phòng thủ xem nào. Phòng thủ ừ, à, có, có thua một bạn Có thua một bạn các bạn. Có thua một bạn ạ à, 8 tỷ 6 Mình xem mà thua vì lý do gì Thua thua vậy thì mình thử xem mà trận này đi Thật ra nick này khá là mạnh Nên gặp mấy bạn thua này Mình cũng khá là thích xem Hơn là xem bắn thắng Ok mình thử đánh đi chúng ta gặp một bạn bi ngộ không ngộ không này là ngộ không thiên đế chứ không phải ngộ không quan âm với có di lặc từ bạt giới thức tỉnh cũng như có kiểu linh thánh để vị trí số 3 vị trí thiên bên kia là tí hưu các bạn ngộ không là chạy tí hưu cũng rất là lạ tí kích luôn vậy là có du lông kia hải các bạn nhé kích họ ngay liên kích Ồ, oh. Vậy là chứng tỏ là cú này là cú đánh nha. Ui. Á, à, chả ngộ không chạy cố chấp các bạn. Được, hay đấy, ngộ không chạy cố chấp. Chúng ta có một ngộ không chạy cố chấp các bạn nhé. Chảy thiên ký cố chấp. Được, lâu rồi mới thấy. Vậy là có cố chấp du long quy hải. Được nhá các bạn nhé. Bây giờ chấp nhận bây giờ sợ uh, khá là sợ cửu Đinh thánh thì bây giờ bạn ấy đã chấp nhận thêm một vấn đề là chạy thêm cú chấp rồi tí nữa có anh chiêu tất tỉnh hồi à, không phải anh chiêu mà xin lỗi các bạn là đó là bạch 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 trạch hồi sinh lên đấy hai bên đều có bạch bạch hồi sinh ui ai thật bạch bạch level 5 mắc sao thôi xong rồi thắng là đúng rồi thật ra là mình nghi vấn cái bạn hoàng đế này nhá hoàng đế này mà tầm này mà có bạch trạch năm sao mà để chơi lên là cũng không phải đùa đâu các bạn ạ tầm này meta nông dân cài chay mà chạy bạch trạch là cũng phải cục ạ <laughs> nhà có điều kiện đấy các bạn nhá không đùa được với đội hình này đâu nhìn lực chiến 8 tỷ như thế nhưng nick nick của bạn này ít nhất cũng phải chạy lên được đánh được 14 tỷ mình nói thật cái nick cụ không này ấy mình nói thật là nick này có thể chạy đánh lên được 15 tỷ 8 tỷ được chiến nhưng đánh lên được 15 tỷ đối với mình là chuyện này như này bình thường thôi có thể xảy ra Đấy, chạy thêm cú chất miễn là ngủ không này là ngủ không có ba lần hồi sinh đây chạy đây bạch trạch năm sao luôn chạy rất là tốt ui đầu tư bẹt có thể thiên lý ảnh chạy thêm lý ảnh có chạy thiên lý ảnh có cố chấp các bạn nhé cố chấp vào du long chân con điển thánh các bạn chạy bộ này được nhé các bạn nhé Đấy, các bạn thấy chưa đơn giản lắm nhẹ nhàng tình cảm không cần gì quá cầu kỳ chạy bảo thương luôn phải thật <laughs> có tích diệt đúng không có tích diệt mấy ông này giàu ấy nhỉ được các bạn nhé bạn này không quá tập trung vào thần thông ghép nhưng cái cái kiểu lối view của bạn này các bạn có thể học theo được các bạn nhé Đấy, đam gõ tốt hồi sinh lên bụt tiếp à, ok mình sẽ ghép thôi vậy là ăn thua nhau ở câu chuyện là bạch trạch thôi Ờ, chúng ta đã gặp một đội hình uh, minh giới có thiên thủ yêu cơ và bạch cột tinh Với việc mà bạch cột tinh này không biết có Có, có phải là bạch cột tinh thất tỉnh hay không đây uh, Thiên thủ yêu cơ du long kỳ hải luôn các bạn ạ tâm khởi, bất vạn chướng Năm mới, thêm tuổi mới, nhau một mai họ Đối với mình thì hiện tại Meta nông dân cải chay ấy Cái con bạch bạch ấy Cái con tuyết bạch trạch thì các bạn Nó rất là quan trọng và <laughs> quan trọng cực kỳ Rồi sau đó mới đến câu chuyện của Anh chưa thức tỉnh hay là hoạt đầu thức tỉnh Các bạn nhớ chút mình yếu tố đó Bởi vì Meta nông trên cạnh trai thì đa số là các bạn sẽ nuôi một con tử chính đúng không? Vì thế mà con tử chính của bạn hồi sinh lại ấy, thì các bạn hiểu rằng nó mạnh như thế nào rồi Đấy các bạn thấy chưa? Dương Tiến thì đa số nó sẽ không rén Kiểu Linh Thánh các bạn nhé Không quá đáng sợ Kiểu Linh Thánh lắm Tuy rằng có thể là bị Kiểu Linh Thánh khắc chế đấy nhưng cũng không đến nỗi là đáng sợ như thế So với là Ngộ Không, Ngộ Không hầu như là gặp à, Kiểu Linh Thánh thì đa số là khóc Khóc tiếng mán thôi vì thế đó là lý do tại sao mấy ông nào chơi Thánh mới xác định chơi Ngộ Không hoặc cả chơi Thánh đa mấy các bạn nhớ giúp mình là đạch đạch các bạn phải lên mắc năm sao à, tốt nhất có thể Thì sự kiện đợt vừa rồi thì các bạn cứ tích thôi, tích quay 100 lần hoặc 200 lần thôi Ui, thôi xong rồi, gặp bạch cục tinh này à, Phải nói rằng là bây giờ ấy, minh giới bắt đầu lên ngôi bởi bạch cục tinh ở Meta Nông Dân Cải Chay nhá ở thật minh giới đa số mà nick này gặp ấy, thì sẽ rén minh giới nhất vì một với một cái lối bi và câu kéo về dài như thế này thì câu kéo với ai chứ câu kéo với bạch của tinh là có thể là một, một nhược điểm đối với đội hình của bạn khi mà minh giới để vị trí số hai vị trí số 2 của nó là kiểu linh thành thì hầu như là minh giới nó rất là bả với combo là phản đam trực tiếp từ kiểu linh thành kết hợp với lượng đam duy trì về dài của bạch của tinh tầm này thì phải gọi là yêu giới vẫn chưa có chỗ đứng chỗ đứng các bạn nhé khó đánh ấy. yêu giới thì may đang có nhu mơ vương combo giật ui phải thật nhưng này thì hiện tại đang đánh tranh lực chiến nên uh, sẽ bị thiệt thòi trong vấn đề là hồi sinh hoặc là không được đánh các bạn nhé bởi vì bên kia sẽ là người đánh trước trò chơi này thì hiện tại đối với những cái meta mà chưa quá nhiều hướng ấy, thì hầu như là người đánh trước vẫn là người giành lợi thế nhưng đối với những cái meta mà nó có quá nhiều hiệu ứng ví dụ như có hai thiên đế có một thiên đế thức tỉnh và một thiên đế thường ấy thì việc mà được đánh trước hay đánh sau nó không có quan trọng nữa mà nó là câu chuyện quan trọng của việc mà các bạn có nhân phẩm ra sao Ui. <laughs> Bị đi, luôn, đi luôn đi luôn đi luôn đi luôn đi luôn các bạn mới hồi sinh lên đi bạch cảnh quá yếu lâu rồi uh, sắp tới mình sẽ thường xuyên lên mấy cái meta nông dân cải trai một tí ở bản này để các bạn nông dân cải trai có một cái định hướng gì đó về lối vi sắp tới của bản thân mình thì uh, các bạn nào mà có nick khoảng tầm này meta nông dân cải trai khoảng tầm bảy tám tỷ thôi thì các bạn có thể gửi clip cho mình cũng được. ồ oh, khá là nhỏ nhỉ. Đây 7 tỷ 8 Thôi trận này thắng hay thua đây Thua các bạn Ồ thắng kìa Bởi vì mình thấy kiểu Linh thắng đợt để trước mặt Không ngờ vẫn thắng Nick, uh, nick của bạn này ngon hơn nữa Khi mà có bạch trạch các bạn Nick này có bạch trạch Hoặc là sau này chạy thêm một thiên đế thức tỉnh nữa Khá là khỏe nhưng mà cái lối bi nó sẽ phụ thuộc vào liên server các bạn rất nhiều mỗi người nếu mà liên xe chạy theo một cái dòng chảy bi như thế nào thì hầu như nó sẽ ảnh hưởng theo về lối meta mới nó tùy thuộc vào liên xe các bạn nhé chứ không phải tùy thuộc vào việc các bạn xem kênh của mình đâu các bạn xem kênh của mình đa số là mình sẽ cho các bạn nhiều cái góc nhìn hơn từ đó các bạn định hình lại cái kế hoạch bi bi của các bạn đó chúng ta có những cái trận chiến hay hơn hấp dẫn hơn thần uy khá là mạnh các bạn nhé anh nhảy thần uy tịch diệt nó khá là mạnh Đùi thì phải thật thần uy kìa Ờ nhờ, Dương Tiến được cá sướng nhờ bạn không sợ Không sợ kiểu linh thánh vị trí số 1 Nhưng đối với ngộ không thì sợ Còn uh, Dương Tiến có hai trang thì sợ uh, Sợ tim địch có ngộ không ở đứng vị trí số 1 Còn ngộ không ở vị trí số 3 này không sợ bởi vì khi mà tim địch mà được đánh trước ấy, thì dương tiễn đa số là gặp ngộ không đam to thì dương tiễn sẽ bị bốc hơi luôn từ đó mà việc mà dương tiễn hồi sinh về sau này thì nó chưa gánh được khi mà bạch trạch của bản này vẫn khá khá là thấp chúng ta thấy là câu chuyện tiên phạt chế nhân của hàng nga vẫn chưa có chỗ đứng các bạn nhé chưa được xài luôn đa số là một mình dương tiễn cánh công lưng nghĩa là khi mà khi mà đánh tranh lực chiến ấy thì chắc chắn bạn này sẽ gặp một cái vấn đề nếu mà kẻ địch để đam ở vị trí số 1 đấy thì hầu như là hàng nga phía sau sẽ bị bốc hơi luôn không thể chú đam được rồi từ đó thì nó sẽ phế đi cái tiên phản chế nhân của đội hình mình đó là cái nhược điểm của đội hình đội hình hay là meta nông dân cải chay là như vậy được mãi còn truy kích siêu long phi hải của đấy và anh nhà tịch diệt luôn hồ kìa đi luôn nhé phía sau đi luôn bây giờ này bây giờ mới chạy được tiên phạt chế nhân à vị trí vị trí nhân là anh chiêu các bạn này chỉ vị trí nhân là anh chiêu vị trí địa là bạch uh, trạch Đau các bạn Không nhỉ, cần chọt phê đấy tôi, tôi, tôi Được chọt nhanh Đấy đánh thắng 10 tỷ Để mình xem cái trận đấu đánh thắng với ông uh, 11 tỷ 11 tỷ 9 tỷ, 12 tỷ Đánh với ông 12 tỷ xem Ben Ben này là đi con âm Nata vị trí số 3, nói chung đợt này Nata khá, khá là thiệt thòi đấy các bạn. Đợt này thật ra là khi mà mấy con tướng tấn tỉnh Nata đang là tướng đỏ như cái ấy, thì nó sẽ thua thiệt về cái chỉ số cơ bản khá là nhiều. Các bạn thua thiệt cái chỉ số cơ bản thì nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề né này, hay là vấn đề bục tấn công lên này, bởi vì tấn công cơ bản mà cao thì nó bục lên nó cũng lợi chứ. nhưng Nata vẫn không phế nhé. ôi dính ngay quả choáng khi đánh trúng kiểu đỉnh thần Nata dính luôn choáng dần dần về đều thì mọi người sẽ chạy theo những cái hướng hiệu ứng rất là nhiều các bạn nhé từ câu câu chuyện cho thiên kỹ choáng vào thần tướng kiểu linh thánh cũng vậy thần duy dính ngay thần duy truy kích luôn tịch diệt Ôi, khiến cho cửu linh thánh phải vào trạng thái cố chấp bật cố chấp lên những chính tịch diệt các bạn nhé bánh cường giả vi tôn luôn giật luân hồi Phải thật nó giật kìa Tuy kích cộng 16 đấy các bạn ấy nó quên đột đột phá cộng 15 hồi sinh nguyệt lão dậy các bạn <laughs> các bạn thấy chưa hôn mê chưa các bạn thấy hôn mê chưa nè tránh nè tránh vẫn đang hôn mê kìa các bạn thấy cái lợi thế chưa cái lợi thế của cái thiên kỹ hôn mê đấy các bạn thiên của ta, đây ta được không vẫn hôn mê các bạn nhé <laughs> được 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 bây giờ chạy hiệu ứng nhiều quá các ok nhá. Thôi thì clip của mình đến đây chắc cũng từ à. từ mình xem mà đánh yêu đánh Makujia. Lại Natra cũng đầy lắm lắm Natra thế nhỉ. Ben cũng Natra này, Miko cũng Natra quốc thái Natra, ôi. Richard Milan. Ủa Richard Milan sao có ở đây ta? này khá là mạnh mà đi mi Milan à đây không bạn này mình nhầm bạn này cái mình nhầm với bọt bên kia bọt cũng nào có cũng có một bạn đi chặt Ừ ok nha mình sẽ ghép một trận nữa đi trận cuối đi gặp mì hai tỷ chúng ta gặp một minh giới khoai trận này thua rồi các bạn không ngăn nổi đâu Nhưng đối với mình thì đồ hình này đánh được ok ngon rồi. Các bạn có thể học theo được. Thực ra mình thấy chủ đánh chơi dương tiến cũng lâu rồi. Tuy rằng đây không phải là một dương tiến nhẹ. Nhưng một dương tiến như thế này cũng được các bạn nhé. Không nhất thiết là phải nhẹ. Nếu mà các bạn cảm giác mà mình phù hợp với dương tiến nhẹ. Thì các bạn cứ chơi nhé. Kẻ mai trong bạn đi các bạn ạ. bạch cổ tinh đau đi quá đau không ạ từ ngày ra kiểu linh thánh các bạch cổ tinh đã xuất hiện lên ngô rồi bởi vì có một người trụ đường cho cho phe, phe minh giới để từ đó phe minh giới khỏe hơn dương tiễn bây giờ có một chút gì đó gọi là hút máu thì có lẽ là nó sẽ xịn hơn các bạn đúng không nhỉ Vậy thì mình nghĩ là Dương Tiễn đợt này đóng bạc Đóng đóng cái thiên ký Diêm Vương được đấy các bạn Đúng không? Thay vì... Đúng không các bạn nhỉ? bạn thấy là đa số là trận đấu nó kết thúc ở vòng 1 khá là nhiều Nếu mà thành cái thiên ký Chí Âm Chí Dương thành cái thiên ký Diêm Vương Mình thấy cũng ok đấy Nó làm cho Dương Tiễn đang to hơn Và cái việc mà Dương Tiễn hồi đầy máu ấy khi mà các bạn đánh nhau như thế này các bạn sẽ biết là mình thiếu thiếu hụt cái gì để từ đó các bạn uh, tối ưu lại cái thiên kỹ cho mình hợp lý nhất ok thôi thì clip của mình đến đây cũng kết thúc rồi Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo nhé xin chào và hẹn gặp lại